Phương đúng không? Trời ơi, em mà mang cái đó ta tưởng bị khùng. Tâm ơi. Đậu bán đâu thêm hả? Tâm ơi, Tâm nè. Đẹp quá, giữ tay, giữ tay. Giữ tay đi con. Tâm ơi. Tâm à. Tâm ơi. Giữ bà, giữ bà. Đây giờ Tâm đứng đây với con này nha. Đó, Tâm ra đây. Em qua chị ta chụp vậy. Đi qua. Mẹ kêu kìa. Vậy ta. Mẹ kêu kìa. Ờ. Mở cho nó đi. Đó. Đây giống như ở nhà. Cái mà nó có cái quạt quay phải không? Ờ. Mà hư rồi, dục rồi. Bớt đi, bớt đi. Hư dục rồi, nè ông già Noel nè. Có kẹo ở đây nữa mà. Bớt cái ấy vô á, cho nó quay cái trong trống đi. Nó này nó để 3 tuổi trên lên. Đó. Chưa tới. Lại cẩn thận làm 3 của nó. Lại cẩn thận 3 của nó. Quá. Năm ơi. Nhà nè. Nhà đứa trái thì chưa chắc. Chắc tròn. Muốn đi học quá. Có một cái tấm nhỏ thì muốn đi học. Lại đây, lại đây. Chắc lại đây chả mà. Tâm. Tự sức ra tiệm luôn nha. Đây, Tâm. Nó kêu quá. Now what I need to do?